Vừa qua, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ trao danh hiệu cơ sở công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2023 cho 66 cơ sở. Tại lễ trao giải, 66 cơ sở có số điểm đánh giá cao nhất đã được Sở Công Thương Hà Nội trao đạt danh hiệu năng lượng xanh Hà Nội 2023. Các doanh nghiệp này đã thực hiện mô hình quản lý năng lượng, các giải pháp kỹ thuật, đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo nhu cầu cụ thể của từng lĩnh vực. Đến nay, theo đánh giá sơ bộ, thành phố Hà Nội đã tiết kiệm được 134,9 kiloton, đạt 1,67% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu. Trong đó, có 19 cơ sở công trình xây dựng sử dụng năng lượng trọng điểm đã triển khai thực hiện 140 giải pháp, tiết kiệm được 9.530 ton, tương đương tiết kiệm 106,7 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm. Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả trong 5 năm tới, 19 cơ sở này sẽ tiết kiệm 15.860 tôn, tương đương với 178,9 tỷ đồng. 22 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng đã triển khai thực hiện 110 giải pháp, tiết kiệm được 700,3 tôn, tương đương tiết kiệm 7,6 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm. Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả trong 5 năm tới, 22 cơ sở này sẽ tiết kiệm 1.167,2 tôn, tương đương với 13,2 tỷ đồng. Các cơ sở tham gia chương trình được thành phố hỗ trợ đánh giá hiệu quả năng lượng bằng công cụ mô phỏng năng lượng, tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, đánh giá ứng dụng đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật có mức tự động hóa cao theo hướng công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0.